Hà Kiều Anh, và con gái thướt tha áo dài, Hoa hậu Việt Nam 1992, và con gái dịu dàng với tà áo dài trong bộ siêu tập hương đồng nội của Niết Kế Thuận Việt mang lại, cảm giác hoài cổ, dễ chịu. Niết Kế Thuận Việt vừa giới thiệu ra mắt bộ siêu tập mới với tên gọi hương đồng nội, anh là Niết Kế gắn bó lâu năm với chiếc áo dài truyền thông dân tộc, và từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích. Thùy Lâm, từng lựa chọn áo dài Thuận Việt khi tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ 2008. Bộ siêu tập sử dụng mẫu thiết kế với kiểu dáng áo dài cổ điển truyền thống mới. Màu trắng chủ đạo và điểm nhấn là những họa tiết được thêu tay một cách tỉ mỉ cẩn thận. Sự xuất hiện bất ngờ trở lại của Hà Kiều Anh cùng con gái trong không gian của bảo tàng áo dài như hòa quyện với nhau tạo những khung ảnh thật đầy chất thơ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Những tà áo dài trắng như những bức tranh hương đồng cỏ nội nhẹ nhàng bình yên. Lại gợi lên hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, thất tha, dịu dàng niết kế thuận việt đã sử dụng những hình ảnh gần gũi nhưng chứa đựng cả tâm hồn của người việt hoa sen đối với người việt rất gần gũi luôn toát lên dáng vẻ cao quý và tinh khiết tạo cảm giác thân thuộc với mỗi người việt hai mẹ con hà kiều anh tỏ ra thích thú và vui vẻ khi cùng nhau vãn cảnh trong khi đó hình ảnh cây tre cho thấy năng lượng mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt cũng giống như con người việt nam trong tà áo dài việt hà kiều anh như trẻ lại khá nhiều và như vẫn đang tươi mới ở tuổi đôi mươi khi chụp hình bên con gái dù lựa chọn những màu sắc bố cục đơn giản nhưng bộ siêu tập cũng gợi lên được những khung cảnh sinh động riêng biệt và gần gũi nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại